Do vị trí công trình nằm tại ngã ba giao cắt với các tuyến đường chính, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nên công tác tổ chức giao thông đặc biệt được coi trọng. Các phương án thi công và tổ chức giao thông được áp dụng đồng thời với việc triển khai các hạng mục nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến. Hiện tại là mỗi bên là theo có phân làn là hai làn xe cho các loại xe là xe cơ giới và các loại xe container là lưu thông trên hai bên cầu vượt. Thì trong quá trình mà thi công cầu chính thì toàn bộ các cái hệ thống biển báo cũng như là người đảm bảo giao thông cũng phối hợp với các cái cơ quan chức năng của thành phố để làm sao đảm bảo công tác an toàn giao thông tuyệt đối. Trên thực tế, biện pháp phân luồng giao thông hợp lý đã tạo thuận lợi cho giao thông trên tuyến, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trong khu vực. Với mật độ giao thông rất là lớn như vậy, mà cái diện tích thi công chiếm là rất là lớn trong cái phạm vi thi công, nhưng mà vẫn là đảm bảo thông suốt. Thì hiện tại cũng chưa xảy ra các cái sự việc gì liên quan tới an toàn giao thông ở trên tuyến. Thời điểm hiện tại, dự án cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh đang trong giai đoạn nước rút. Cùng với việc tổ chức thi công phần trên, nhà thầu đang tiến hành tháo dỡ, thu dọn phần dưới cầu. Vì sự an toàn tính mạng của chính bản thân và cộng đồng, người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn về phân luồng tuyến, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.